Xin chào mọi người, trên tay mình đang cầm một chiếc máy uốn tóc cực kỳ đáng đồng tiền đắt gạo luôn. Nó rất là uốn rất là tốt và đẹp. Mình nghĩ là em máy này sẽ rất đáng đầu tư, tại vì những nhà tạo mẫu tóc và những người make up chuyên nghiệp ấy, họ sẽ sử dụng cái máy uốn tóc này nha. Mọi người có thể tìm hiểu là máy uốn tóc màu vàng trên Shopee bán rất nhiều, tầm giá 375 đến 390 là có thể mua được em này rồi. Mình sử dụng phi 25 nha mọi người, số nó ở đây này, thì mọi người có thể chọn để phù hợp với nhu cầu của mình. Thường thường thì số này sẽ là số thông dụng nhất và là cơ bản nhất luôn, mọi người chỉ cần mua một cây 25 này thôi. Mình nghĩ là với giá 390 thì cũng không cao đâu, nhưng mà đối với trên Shopee thì có một nhiều loại máy uốn mà giá tiền nó thấp hơn ấy. Thì mình đã thử một vài máy rồi, nó không uốn và giữ nếp được như cái em này đâu. Em này giữ nếp cực kỳ đỉnh luôn mà uốn cực kỳ đẹp. Mà đặc biệt nhá, cái này nó rung cảm ứng cơ chứ không phải là bấm số, và cái này là trục quay của nó rất là mượt luôn ấy, rất là tốt, xoay rất là tốt, nó không bị vướng tóc quá nhiều và không bị rít ấy. Cảm giác mình sử dụng rất là ok luôn. Mọi người nên cùng mình tìm hiểu và lý do để đầu tư một em này nhá. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng trước. Thì đây là nút nguồn của em nó này, mọi người chỉ nhấn giữ này. Sau khi đèn sáng mọi người sẽ chọn nấc nhiệt độ nha. Rồi nhấn nút này là nhiệt độ sẽ từ từ chạy lên. Như này thì máy đang dần nóng lên rồi đó mọi người. Thì đợi nóng lên một mức mình đã chọn đây thì máy sẽ không nhấp nháy nữa. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách tạo kiểu tóc đẹp nhất đối với cái máy này nha. Rồi giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn uốn nha. Thì đầu tiên mình sẽ lấy một lọn tóc, lấy một chút tóc thôi thì sẽ dễ uốn hơn nhiều này. Sau đó mở cái trục xoay này ra cho tóc vào, và mình dùng ngón tay là mình quay cái trục này này. Sau đó thì mình sẽ thả dần dần từng ngọn tóc lên nha. Các bạn chú ý cái động tác của mình nha. Rồi mình sẽ thử với lọn khác nè. Rồi lấy một lọn thật là ít tóc thôi nha mọi người, ít tóc thì dễ hơn. Rồi kẹp vào. Sau đó chúng ta sẽ xoay cái trục nha. Xoay trục khi mà lấy. Rồi, sẽ xoay thêm. Sau đó thì đợi tầm 5 giây nha. Mọi người cứ đếm tầm 5 giây thì mình sẽ thả một lọn tóc trên cùng ra. Rồi lại quấn vào. Tiếp theo, cái lọn tiếp theo thì sẽ thả tiếp tầm 5 giây. Rồi chúng ta sẽ thả lọn tiếp theo. Đó, nhìn động tác của mình xoay rất là đơn giản. Các bạn có nhìn thể làm theo em luôn nha. Đây là kiểu tóc á, uốn xoăn rất là nhẹ nhàng luôn á. Thích hợp cho các bạn học sinh đi học cũng rất là đẹp luôn, tại nó rất là tự nhiên á. Mình sẽ làm thêm một vài lọn tóc nữa nha. Các bạn chú ý động tác của mình nhé. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. Mình uống sơ sơ như thế này nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái lọn tóc rất là tự nhiên luôn ấy. Lọn rất là nhẹ nhàng luôn, nó thích hợp cho các bạn đi học, đi chơi, rất là đẹp. Mình toàn uống kiểu này thôi, tại nó tự nhiên á. Tự nhiên lắm luôn mà cực kỳ đẹp nha. Rồi mình sẽ thử kiểu uốn khác với bên tóc bên này nha. Thì bên tóc bên này thì đây là kiểu uốn cơ bản luôn. Hầu hết các bạn lên mạng sẽ được chỉ cách này này. Đó, chỉ cần cho lọn tóc vào và xoay xoay vài vòng thôi. Đợi tầm 5 giây nha, là đủ độ nóng cho tóc rồi ấy. Cái kiểu này thì cực kỳ đơn giản và thông dụng luôn ấy. Các bạn chỉ cần cho vào chụp và xoay xoay thôi. Đợi tầm mấy giây để cho nó nóng lên một chút rồi thả ra thôi. Các bạn có thể nhấp 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 cái phần bấm này như của mình này, thì thả lọn tóc ra rất là dễ dàng luôn. Đó, mình sẽ thử lọn tóc tiếp theo nữa nha. Lưu ý là lấy một ít tóc thôi thì các bạn sẽ uốn rất dễ dàng. Bình thường thì mình có cái kẹp chia tóc mà hôm nay thì mãi không được nên không chia tóc được đây này.
Rồi mình sẽ quấn vào nha. Động tác rất là đơn giản, chỉ cần xoay xoay cái trục này luôn, cực kỳ đơn giản luôn đó mọi người. Ai cũng có thể làm được luôn đấy, mình chắc chắn luôn. Rồi đợi tóc nóng nha. Khi sau khi xoay xong rồi thì mình sẽ đợi tóc nóng này. Tầm 5 đến 10 giây gì đó tùy tóc nha. Với những bạn tóc khó xoăn hơn thì phải để lâu hơn một chút nha. Rồi. Đó, động tác của mình cực kỳ đơn giản luôn. Rồi hãy làm this way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Và mình chỉ uốn sơ sơ như này thôi nha. Các bạn có thể uốn hết tóc nhưng mình chỉ uốn sơ sơ như thế này thôi đó. Các bạn có thể so sánh hai lọn tóc hay hai bên nhá. Một bên rất là tự nhiên, một bên thì xoăn hơn cũng rất là đẹp. Nhưng mà bên kia thì xoăn hơn, một bên thì tự nhiên, một bên thì gọi chung với những kiểu trang điểm kỹ càng thì lên làm kiểu tóc thứ hai mình làm nha. Đó, xoăn hơn rất là nhiều luôn. Lọn tóc rất là xoăn luôn mọi người. Đẹp không mọi người? Các mọi người tự so sánh nha. Và mình sẽ làm thêm một kiểu tóc nữa, đó là kiểu tóc uốn cúp nha. Với những bạn tóc ngắn thì có thể dùng máy này uốn cúp được luôn, cũng rất là dễ dàng. Thì mình sẽ làm nha. Lần đầu thì mình sẽ dùng cái máy này, mở cái kẹp này ra, sau đó cho tóc vô này. Rồi đến phần đoạn cuối chân tóc thì mình sẽ cho nó uốn cong hình chữ C vào nha. Đấy, mình sẽ nâng cái tay lên để cho tạo hình chữ C. Và đây là lọn tóc của mình này. Uốn những lọn tiếp theo như vậy nha. Và rồi mình đã hướng dẫn xong rồi đó.